Cái mũi đó đó là để làm gì? Để mình sẽ rảnh, mà sẽ rảnh á là ví dụ mình nắm cái này mình kéo rồi nè, nó có sớ to sớ mỏng rồi nè, mình kéo ra nó có cái sớ to nè, sớ nhuyễn nè, nó thành thử thì nó làm cái đó cho mình làm sao mà cho giống như cái thiên nhiên vậy đó nó mới được. Nè, như cái này bây giờ vậy đúng ra cây này á cao cỡ này nè. Mà cao cái này làm đúng lắm. Nhưng mà cây mới, cây mới cứ làm cái là đúng. Mà một cái mũi người làm một cái làn lũa này 500 ngàn không làm đó. Cái này đúng ra nó làm là phải học cái lớp nâng cao mới làm, nhưng mà giờ nó sẵn đây làm cho anh em coi chơi chứ chơi gì vậy? Đục chết cây quấn lại mở ra luôn nữa. Chưa gần thì nghe pha có đục đục chết cây gỡ ra luôn. À, đừng có ghim hai ba cái lỡ nó mát vô cũng chịu. Cái này sống đầu ngày tuyết. Thank you.
Thank you.
này phải một chục cái mũi, bởi vì một mình tôi là 7 cái máy vậy nè, chứ không có thay đổi gì chứ, thì lấy chục cái máy nào là làm máy nấy. Cái cây á, nó lên á, mỗi một năm á, nó có một cái quần mục, mà cái quần mục mà những cái quần này nè, nó lớn á, cây càng lớn thì những cái quần nó càng nhiều, mỗi cái quần nó tính ra một năm tuổi, mà mấy cái này là mình làm này là nương theo đó là gì, nó là những cái quần mà trước nó cứng, còn những cái quần sau nó mềm, non thì nó bị ủng vô, nước nó xói mòn nó ủng vô. Nữ của mình làm mà làm nương theo nó, mà mình làm cái này giờ phải có cái máy cò nữa, cò cho nó cháy hết cái này nó nám đen lại làm như là nó ấy. Nó đừng có mục sao thầy, cò rồi mới còn đi một lớp dầu nữa, dầu rửa nữa, dầu để đừng thấm nước mưa, đừng thấm nữa. Nhưng mà thời gian chừng năm dầu nó trôi hết rồi. Thì ví dụ năm hai năm mà mình lấy cái cỏ cước nè, mình quét lại, mình chà cho nó sạch bụi gió, mình quét lên. Cây này nữa mới có giá trị. Nè, giờ bạn nhận đây nè, cái này trở như là cái này chính diện nè, cái này cái đàn phong nè, xuống đây nè, lên những gà đây nấu máy gà đành cho thành đà. Cái lần mới vợ em ra chết thì trầm buồn nữa. Rồi giờ đây có màu bén nha rồi ba. Rồi theo này rồi theo nước rồi thì gửi để đó đi thôi. Để đó rồi nữa tôi cũng vô. Gửi đó mà vô tính là lỗi rượu luôn. Hôm nay sinh nhật rồi nghe. Nay sinh nhật thầy. Uống mình quên rồi. À đúng rồi, đúng rồi. 8 tháng 8 thôi. Phú nhớ sinh nhật con người à? Không có, tại vì bữa hổm có Zalo á vậy, lúc kết bạn mới á. Điện lên. Bữa lúc đó nói chuyện là cuối tháng 7. Đúng rồi, nhớ người phải rồi. Nhớ giờ là cô Thi mới quên, nhớ sinh nhật cô Thi rồi. Nhớ sinh nhật cô Thi không? Gặp cô Thi không? Dạ không. Với lại em cũng không có nhu cầu đâu, trùng hạ thảo nữa. Cô Thi dạy cây cảnh đó không? Ừ.
qua, những cái nhật vừa qua. Sinh nhật cho thầy có tổ chức gì không? À, hồi nãy có chơi mà thầy giống. Chú ba làm cây này tặng sinh nhật cho thầy nè. Cây này đang chừa lại mấy cây kia không làm cho thầy ấy, cho thầy trồng cát. Chứ giờ làm cây kia bỏ cái này sao? Tôi bứng cây của tôi lên rồi mai mốt kéo anh em về vườn vườn để làm. Cầm nãy lấy cái dao gọt lớn hay nhỏ? Ừ, có cây không? Cây lớn không? Cây cát nhỏ lấy của anh đúng không? Lấy của anh đúng không? Lấy cây đó, anh nói lấy cái nào cũng được thì lấy lại cây đó. Cây kia cây lớn. Cây lớn để chia lại cái nào cũng được. Thầy ít làm cái nhỏ này kia lớn để tôi nó được. Xuống dưới Quốc Hùng á. Quốc Hùng thợ em thợ niệm đó là cái hang lớn, cái tư vị hay là thằng cái hang nhỏ. Tôi nói là thằng lớn rồi, nó bán nguyên một bộ luôn, công lê luôn hả? Chú ba nó bán mà thấy để nó đem nguyên bộ luôn phải không, công lê luôn. Cái đó chạy rõ không? Nó chạy được hả? Mình mua mình lừa á, mà tôi mua thì ở Sài Gòn gửi về cho tôi, gửi trên Thanh Tâm. Thì chú ba xây cho thầy chụp. Chưa xong rồi, chút xíu xong rồi. Thầy đang chụp. Không, quay cái đó cho chú chụp. Đúng rồi. Quay ổng sửa cái tôi quay một đoạn làm lỗ, địa điểm chỉ giường thầy chồng á. Ông không có đồng. Giường không có đồng. Kêu không có đồng vô gặp thầy chồng là. Thank you.
chồng có đàn thò không vậy? Cốt miếng thiết liền cậu ơi. Để cốt có gì đâu mà sợ mà. Cái máy người ta đưa ra cái ngọn nhỏ chiếu người ta đi những cái đường này. Còn cái máy này đưa vô cái nó phà ra cái thì không thiếu điều muốn nổ bình chết luôn. Cây phải cò cây không sao có mấy con mèo đĩa hay quá ta tiểu hổ hả? Tiểu hổ mới đọc chiên quá chưa gì hết mà để ý mấy con mèo tao thầy đi vắng rồi thầy tao có mấy con mèo với mấy con chó không mày chê chê vẫn sử dụng hả chú? Dạ chê mà vẫn sử dụng chứ giờ nó còn ấy người sao.
thôi chứ.